X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Khi vở diễn lịch sử kết thúc, tấm màn kéo xuống, bao gương mặt anh hùng dần lui vào bóng tối cánh gà, chỉ còn những câu chuyện luận bàn không bao giờ ngớt của người trong nhân thế. Ngày hôm nay, X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về những sầu muộn, u uất của Gia Cát Khổng Minh phía sau ánh hào quang rực rỡ. Gió lớn thổi ảo ảo, mấy cột cờ trong đại doanh quân Thục ngả nghiêng trực đổ. Bên trong đại trướng quân Thục, dưới ngọn đèn leo lét, bóng hai người in rõ lên bức màn. Một già một trẻ, một quỳ dưới đất, một tựa lưng vào đầu giường cố ngồi thẳng. Thừa tướng thở từng hơi khó nhọc, nói với Khương Duy, ta cốt muốn hết lòng kiệt sức đem lại Trung Nguyên, gây dựng lại cơ đồ nhà Hán. Nhưng xem ý trời như thế, thì mệnh ta chỉ còn sớm tối mà thôi. Khương Duy khóc lại, thừa tướng lệnh cho Tả Hữu lấy giấy bút, viết biểu gửi về thành đô cho hậu chủ. Viết xong lại sai quân hầu vực lên xe đẩy, y muốn ra ngoài trại xem thiên văn. Bầu trời đêm vẫn còn hơi sương, gió thu thổi vào mặt từng cơn lạnh buốt. Thừa tướng đi quanh một vòng thăm các dinh trại, đoạn thở dài mà rằng, từ nay ta không còn được ra trận đánh giặc nữa. Trời xanh thăm thẳm, giận này biết bao giờ nguôi. Rồi ông lại ngước nhìn bầu trời, xem hướng sao bắt đầu, trỏ vào một ngôi sao rồi bảo với Tả Hữu rằng, ngôi này là tướng tinh của ta đấy. Tả Hữu ngước nhìn thì thấy ngôi sao ấy lờ mờ, lung lay như sắp rụng. Thừa tướng cúi đầu lặng thinh không nói gì nữa, sai đẩy xe vào lại bên trong. Khương Duy vực thừa tướng lên giường nghỉ thì thấy ông đã liệm đi rồi. Khổng Minh Gia Cát Lượng mất ở Gò Ngũ Trưởng, nhằm vào ngày 23 tháng 8, mùa thu, năm Kiến Hưng thứ 12, tức năm 236, hưởng thọ 54 tuổi. Trên bầu trời lịch sử, một ngôi sao đã tắt, ngược dòng thời gian trở lại 28 năm trước. Ấy là một buổi sáng mùa đông, khí trời lạnh buốt, mây xám mịt mờ, tuyết bay phơi phới, núi tựa ngọc reo, rừng như bạc rắc. Trong thôn trang nhỏ tịnh không bóng người, chỉ nghe gió reo xào xạc trên những tán cổ thụ nghìn năm u tịch. Chúng ta đang đứng trước Gò Ngọa Long, nơi ở của Khổng Minh thừa Hàn Vi. Phong cảnh chung quanh quả thực khác thường. Cách thành Tương Dương độ vài chục dặm có một gò cao nổi lên như con rồng nằm dài ngủ vùi, bên dưới có suối mát chảy quanh năm. Trong quãng rừng thưa trước gò, có một mái nhà tranh nhỏ, trước cửa trồng nhiều trúc, xung quanh lại có nhiều cỏ lạ hoa thơm, bốn mùa ngát hương. Nghe nói, dưới mái nhà ấy có một ẩn sĩ thanh nhàn, sống một đời tự tại ung dung, lúc nhàn rỗi hoặc chèo thuyền con thăm thú núi thẳm hang hoang, hoặc đóng cửa nằm khỉnh đọc sách. Hoặc ngủ một giấc nồng thật sâu đến khi nghe tiếng sấm xuân mới vừa hay tỉnh mộng. Hôm ấy, Ngọa Long ẩn sĩ tiếp kiến một vị khách quý. Người ấy mình dài 7 thước 5 tấc, tay dài quá đầu gối, mắt trông thấy được tai, là bậc anh hùng đời nay, Hoàng Thúc Lưu Bị, tự Huyền Đức. Để ngồi cùng được với Khổng Minh hôm nay, Hoàng Thúc đã phải 3 lượt khổ công, đạp tuyết băng rừng đến Long Trung cầu hiền. Hai người ngồi đối ẩm trong thư phòng, ngoài trời mưa tuyết lất phất bay nhưng mỗi lúc lại thêm dày hạt. Tiết đông, trời rét, trong núi khí lạnh tê người. Chủ khách chia ngồi đều phải khoác thêm một lớp áo bông to sụ. Khổng Minh đốt lại trầm, cho thêm củi, khơi lại lò, bắc ấm nước, nhìn ra cửa sổ trầm ngâm. Lưu Hoàng Thúc ngồi đối diện một bên, cũng chẳng nói điều chi, thi thoảng đốt thêm củi vào lò, ánh lửa hồng loang loáng chiếu lên đôi mắt u buồn của ông. Khổng Minh cất lời, lượng này lâu nay quen tay cầy tay cuốc, chỉnh mảng việc đời, không thể vâng mệnh xuống núi được. Xin tướng quân thề tất cho. Hoàng Thúc nghe xong, mắt ngân ngấn lệ, vái dài, đoạn nghẹn ngào nói, vị này hèn kém, biết không đủ tài. Cầu mong tiên sinh chiếu cố xuống núi giúp đỡ. Nếu tiên sinh không nhận lời, trăm họ rồi mai đây sẽ ra sao? Hoàng Thúc nói xong, nước mắt đã rơi lã chã thấm đầy vạt áo. Khổng Minh vội đỡ Hoàng Thúc dậy, cũng cảm động đến rơi lệ, thở dài một tiếng mà rằng, nếu tướng quân đã không chê bỏ, lượng này xin đem hết sức khuyển mã ra phò tá. Lưu Bị mừng lắm, sai người đem lễ vật dâng Khổng Minh, lại kêu quan trương hai người vào bái lĩnh và ở đây ngủ lại một đêm. Đó là một trường đoạn nổi tiếng của lịch sử Tam Quốc, Long Trung quyết kế chia ba thiên hạ. Cuộc gặp ở Long Trung vừa là duyên kỳ ngộ, vừa là bước ngoặt lớn với cả Lưu Bị và Khổng Minh. Từ đây, Lưu Bị như cá gặp nước, như rồng ra biển lớn, thỏa chí tang bồng, gây thành đại nghiệp thiên thu. Và cũng từ đây, thế gian mất đi một Khổng Minh ẩn sĩ, thay vào đó là một Khổng Minh quân sư hai vai nặng gánh chuyện thế thời. Khổng Minh, từ nhỏ tu đạo, ẩn giật nơi thâm sâu cùng cốc, vui thú với hoa cỏ chim muông, lại kết bạn cùng những hiền sĩ xa đời lánh tục, vì sao trong một ngày lại đổi chí thay lòng, quyết tâm xuống núi lao vào chốn công danh đầy cạm bẫy kia. Hãy nghe lời ông dặn người em trai Gia Cát quân của mình trước lúc xuống núi, ta chịu ân Lưu Hoàng Thúc 3 lần hạ cố, không thể từ chối được. Em ở nhà, trăm việc cày bừa ruộng nương không được bỏ hoang, đợi bao giờ thành công anh sẽ về đây ẩn giật. Ở đây ta thấy được mấy tầng nghĩa. Thứ nhất, Khổng Minh là người trọng ân nghĩa, xuống núi vì Lưu Bị rồi sau này cúc cung tận tụy đến chết, cũng vì cái ân tình, tam cố thảo lư, đó. Thứ hai, Khổng Minh nhìn thấu sự đời, còn chưa ra khỏi Long Trung đã biết thiên hạ chia ba, đã biết Hoàng Thúc có thể sẽ làm nên cơ nghiệp đế vương. Thứ ba,
Không chỉ thấu sự đời, Khổng Minh còn là người coi thường công danh, lợi lộc chốn phồn hoa, chưa thành việc lớn đã nghĩ đến ngày thoái lui, ẩn dật, muốn học theo Trương Lương, Phạm Lãi ngày xưa. Và cuối cùng, qua tất cả những dữ kiện đó, ta thấy rằng Khổng Minh vốn vẫn yêu những ngày tháng của một ẩn sĩ đất Nam Dương hơn là cuộc sống sôi động, đánh Nam dẹp Bắc của một thừa tướng nước Thục. Ngay từ lúc còn ở Long Trung, ông đã hiểu rằng Lưu Hoàng Thúc dù đức độ đến đâu cũng chỉ có thể đứng chân được ở đất Thục mà cùng Tào Tháo và Tôn Quyền chia ba thiên hạ. Đó là ý trời, là an bài của lịch sử, sức người không thể thay đổi. Vậy thì tâm trạng của Khổng Minh khi quyết định bước ra ánh sáng vũ đài lịch sử là gì? Nó giống như việc bạn vẫn phải diễn hết mình cho một vở kịch mà mình đã biết trước cái kết cuối cùng vậy. Thực sự là lực bất tòng tâm. Phủ thừa tướng, một đêm mùa hạ. Khổng Minh cứ chờ mình trằn trọc mãi không ngủ được, bèn dậy thắp đèn, ngồi soạn mấy thiên binh pháp còn dở. Đêm đã về khuya nhưng vẫn nồng nực, tiết trời đang vào độ nóng nhất. Bỗng lính canh vào báo có tham quân Mã Lương đến yết kiến. Khổng Minh sai người mở cửa phủ, từ đằng xa đã thấy Mã Lương tất tả chạy vào. Bẩm thừa tướng, quân ta đóng doanh liên tiếp 700 dặm, cứ 10 dặm lại lập một đồn, tổng cộng là 40 đồn. Hoàng thượng sai tôi mang địa đồ doanh trại về thỉnh ý ngài. Khổng Minh đang ngồi soạn binh thư đứng phát dậy, đến bên Mã Lương cầm lấy tấm địa đồ vừa soi đèn vừa dậm chân kêu. Trời ơi, ai xui hoàng thượng lập trại thế này ắt phải chém đi, chắc chắn đó là gian tế. Phép dùng binh đâu có chuyện cắm trại dài 700 dặm bao giờ. Khí trời đang nực, quân ta đóng toàn ở chỗ nhiều cây cỏ khô nỏ, lỡ quân Ngô đánh hỏa công thì đại sự chẳng hỏng giáo sao? Mã Lương ngập ngừng đáp, bẩm thừa tướng, đó là chủ ý của bệ hạ. Khổng Minh nghe vậy, thở dài một tiếng, lắc đầu mấy lần, trầm ngâm chẳng nói, bước ra ngoài sân nhìn lên bầu trời đầy sao mà than, chẳng lẽ khi số nhà Hán đã tận rồi sao? Tại chiến trường Di Lăng, gió đông nam bắt đầu thổi lớn, lá soái kỳ trong đại trại đột nhiên gãy đổ. Lưu bị nghi quân Ngô cướp trại ban đêm, sai Quan Hưng, Trương Bảo đi tuần các nơi. Giữa canh một, gió thổi ngày một lớn, lửa cháy ở trại bên trái ngựa dinh, từ đó lan ra các trại khác. Gió mạnh lửa hồng, cây cỏ khô bắt lửa rất nhanh, quân Thục không thể dập nổi. Lưu bị đang nghỉ trong trướng, thấy quân sĩ hô hào cứu hỏa, giật mình ra ngoài quan sát. Chỉ thấy một vùng trời đỏ rực như lò than hồng, tiếng người hô hoán dậy đất, binh sĩ dẫm đạp lên nhau mà chạy, chết không biết bao nhiêu. Quân Ngô trước sau hai mặt sộc tới, không biết nhiều ít thế nào. Thục quân vỡ trận, quân lính thây chất đầy đồng, nghẽn cả dòng sông. Xích Bích năm nào tái hiện, Lưu bị kíp lên ngựa, dẫn theo vài chục tên kỵ mã mở đường máu chạy suốt đêm về thành Bạch Đế. Lưu bị thua trận ở Di Lăng, trên đường rút chạy mấy lần chết hụt, nguyên khí hao tổn, đành phải ở lại Bạch Đế dưỡng bệnh. Thất bại ở Di Lăng lần này với họ Lưu là một đòn chí mạng. Xét tình riêng, ông không thể trả thù được cho nghĩa đệ Quan Vũ. Xét việc công, ông không thể tái chiếm được Kinh Châu để mở con đường lớn vào Trung Nguyên. Lòng chung đối sách mà Khổng Minh vạch ra sẽ mãi mãi không thể thực hiện được nữa. Giấc mộng khôi phục Trung Nguyên, Trung Hưng Hán Thất của Lưu bị ngày càng xa vời. Tâm bệnh ngày càng nặng, Lưu bị biết khó lòng qua khỏi, bèn cho Triệu Gia Cát Lượng từ Thành Đô tới gấp. Đêm ấy, thừa tướng đến cung Vĩnh An thấy văn võ bá quan đều đang xôn xao đi lại ở ngoài cửa. Thấy Khổng Minh tới, ai nấy đều ra đón lễ, nói, bệ hạ nguy lắm rồi. Thừa tướng hãy mau vào trong, bệ hạ đang đợi. Khổng Minh lật đật bước vào, thấy tiên chủ nằm trên long sàng, mắt nhắm nghiền, thở hắt ra từng tiếng, bệnh đã nguy lắm rồi. Khổng Minh vội phủ phục dưới long sàng. Tiên chủ hé mắt nhìn, giơ tay lên vẫy Khổng Minh tới ngồi cạnh sập vàng, vỗ vỗ vào lưng mà rằng: "Trẫm bôn ba hơn nửa đời người, may gặp được thừa tướng mới thành đế nghiệp ngày nay. Không ngờ nông cạn, không nghe lời can, đến nỗi thảm bại thế này. Trẫm này bệnh đã vào xương tủy, chưa biết sống chết ra sao. Còn trẫm ngu hèn, vậy nay trẫm đem việc lớn ủy thác cho thừa tướng." Nói xong, tiên chủ cầm chặt lấy tay Khổng Minh, hai hàng nước mắt ròng ròng. Khổng Minh cũng xa nước mắt mà nói rằng: "Bệ hạ vạn thọ vô cương, xin hãy tinh dưỡng long thể. Chúng thần dẫu gan óc lầy đất cũng không thể báo đền ơn chi ngộ." Tiên chủ thở dài nói: "Con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương, con người sắp chết thì lời nói phải. Thừa tướng tài gấp 10 Tào Phi tất yên định được thiên hạ, làm nên việc lớn. Còn trẫm Lưu Tiện tư chất kém cỏi, có thể giúp được thì giúp, nhược bằng không thì ngươi nên làm chủ Thành Đô đi." Khổng Minh nghe xong rụng rời, mồ hôi toát ra đầm đìa khắp mình, vội phục lại dưới đất dập đầu chảy cả máu, khóc lớn: "Thần nguyện ra sức huyền mã, dốc niềm trung trinh, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi." Tiên chủ khẽ gật đầu, lại sai người đỡ nằm xuống gọi mấy anh em Lưu Vĩnh, Lưu Lý đến nói: "Khi ta mất rồi, ba anh em chúng mày phải coi thừa tướng như cha, sớm tối phải nghe lời dạy bảo, không được khinh nhờn." Nói xong tiên chủ thở hắt ra mấy tiếng, rồi thấy tinh thần mê man, trong người bài hoài, băng hà, thọ 63 tuổi. Bấy giờ là vào mùa hạ, tháng 4 năm Trương Vũ thứ 3, tức năm 222. Khúc ca bi tráng ở thành Bạch Đế khiến người đời sau nhắc đến mà rơi lệ. Như người đời vốn thói đa nghi,
lại có bao kẻ dựa vào một câu nói của Lưu Bị mà dựng thuyết âm mưu, hạ thấp nghĩa quân thần của Hoàng Thúc và Thừa Tướng. Người ta nói rằng Lưu Bị dặn Khổng Minh giúp con mình được thì giúp, không thì hãy lên làm chủ Thành Đô, chính là thử lòng, là nghi ngờ, thậm chí là giàn mặt. Nhưng ấy chỉ là tư duy nhỏ nhen, vụ lợi, trọng lợi khinh nghĩa vốn đã biến dị ngày càng ghê gớm của con người hiện đại mà thôi. Tư duy của người xưa, cách hành xử và sự hàm dưỡng của người xưa không thể dùng chuẩn mực của thước đạo đức đã quá thấp kém thời hiện đại mà đánh giá được. Thực ra, câu nói của Lưu Bị trước sau đều là nghĩ cho người khác, đều là chân tình thành thật, tuyệt không có chút ý hư tình giả nào. Một người đã từng cất công 3 lần đội tuyết băng rừng đến tận liều cỏ nơi thôn giã Cầu Hiền, liệu có thể hành xử nhỏ mọn như vậy chăng? Một người lấy nhân nghĩa làm gốc dựng nghiệp đế vương, liệu có thể dùng thủ đoạn gian manh như vậy chăng? Ta hãy thử tĩnh tâm lại và phân tích một chút. Thứ nhất, Lưu Bị trước sau đều tuyệt đối tin tưởng Gia Cát Lượng, nhiều lần giao hết tấn soái, binh quyền vào tay mà không mảy may nghi ngờ. Cớ sao đến lúc sắp lìa đời, ông lại cần phải thử lòng trung thần của mình? Chuyện đó xem ra hơi thừa thãi. Và nếu có muốn thử lòng thật thì chắc Lưu Bị cũng đủ khôn ngoan để chọn một thời điểm khác chứ không phải là lúc mình đang hấp hối. Thứ hai, Gia Cát Lượng theo Lưu Bị Nam chinh Bắc chiến, lập nhiều công trạng, xứng đáng được nhận ân huệ thậm chí còn lớn hơn chức thừa tướng. Lưu Bị nhấn mạnh việc Gia Cát Lượng có thể làm chủ Thành Đô, âu cũng lại là một lần khẳng định tài năng, phẩm giá của vị quân sư này. Điều đó nói lên rằng, với Gia Cát Lượng, Lưu Bị không tiếc một thứ gì, kể cả là cơ nghiệp mình đã đổ máu để gây dựng. Lòng tin ấy, sự trọng vọng ấy lớn đến mức nào? Trước nay có hoàng đế nào đãi ngộ thần tử của mình đến thế? Tất nhiên chúng ta biết và Lưu Bị cũng biết rằng Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ không ngồi lên ngai vàng. Lời nói ấy của Lưu Bị chỉ càng khiến Gia Cát Lượng một mực trung thành hơn với Thục Hán mà thôi. Thứ ba, hơn ai hết Lưu Bị hiểu rằng người thừa kế của mình không đủ khả năng để trở thành thánh quân, thậm chí chưa chắc đã biết cách tận dụng tài năng của Gia Cát Lượng. Lưu Bị nói ra câu này trước mặt tất cả quần thần chính là khẳng định địa vị số 1 của Gia Cát Lượng ở Thục Quốc, dưới 1 người trên vạn người. Đó cũng là lời nhắc nhở đối với Lưu Thiện con trai ông, hãy làm một vị vua tốt, nếu không sẽ có người khác làm thay. Lời nói của tiên hoàng đối với người kế vị dường như là lời của thánh nhân, nhất định phải tuân theo. Lưu Bị chính là nghĩ cho Lưu Thiện và cũng nghĩ cho Gia Cát Lượng vậy. Cố sự Người Con ở Vĩnh An đã quá nổi tiếng trong lịch sử mấy trăm năm qua rồi, người ta vẫn còn tái hiện nó trên phim ảnh, văn chương, sân khấu. Người ta nói rằng, cuộc gặp gỡ ở thành Bạch Đế này đã khiến Lưu Bị và Gia Cát Lượng trở thành hình tượng đệ nhất quân thần, vĩ đại trong sử sanh, là tấm gương nghìn đời. Cuộc gặp ở Bạch Đế lại khiến người ta liên tưởng tới một cuộc gặp khác cách đó nhiều năm, 3 lượt đến liều cỏ ở Long Trung. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra lúc Lưu Bị còn thừa Hàn Vi, tay không tấc đất, thất bại liên miên, luồn cúi chư hầu xin miếng cơm manh áo. Cuộc gặp thứ hai diễn ra lúc Lưu Bị đã là hoàng đế, chia thế chân vạc thiên hạ. Nhưng cuộc gặp sau cơ chừng lại buồn thảm hơn cuộc trước. Ở Long Trung, Lưu Bị cầu được hiền tài, phơi phới niềm tin hưng phục nhà Hán. Ở Bạch Đế, Lưu Bị sức cùng lực tận, nuốt nước mắt gửi con côi, vừa thua Di Lăng, bệnh tình nguy kịch, vừa mất Kinh Châu, lại mất cả hai nghĩa đệ Trương Phi, Quan Vũ. Ở Long Trung là ngày đông tuyết lạnh, ở Bạch Đế là mùa hè nắng thiêu. Ở Long Trung, Khổng Minh còn lưu luyến cảnh quê mùa, dặn em trai, lúc thành công anh lại quay về. Ở Bạch Đế, Khổng Minh rồi đây là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Từ lúc bước chân ra khỏi Long Trung cho đến khi sao rơi gò ngũ trưởng, thấm thoát đã 28 năm trôi qua. Người thanh niên tuấn tú ở đất Nam Dương năm nào nay đã là một người thiên cổ. Cuối cùng thì ước nguyện, đợi bao giờ thành công anh sẽ về đây ẩn giật, của Khổng Minh đã không thành. Đi khỏi Long Trung lần này là chẳng hẹn ngày về. Niềm thương cảm ấy, nỗi đau ấy, hơn ai hết, Ngọa Long tiên sinh hiểu thấu. Nhưng ông vẫn nén bi thương để duỗi rong trên đường gió bụi, dấn tấm thân thanh bạch của người tu đạo vào cuộc tranh đua kịch liệt thời loạn thế. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.